Lược giảng Đại Nguyện Di Đà. Tập 1. Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Đài truyền hình Vệ tinh Hoa Tạng, Đài Bắc, Đài Loan. Thời gian ngày 1 tháng 1 năm 2018. Dịch giả Thích Thiện Trang. Giọng đọc Quảng Duy Ngộ. Hôm nay là ngày đầu năm mới 2018. Đồng tu chúng ta muốn tôi nói vài câu cùng với mọi người ở nơi đây. Đã đưa ra một chủ đề. Chủ đề đó là niệm Phật vãng sanh. Tôi có thể làm được hay không? Lược giảng Đại Nguyện Di Đà. Nếu như tôi nói, tôi chưa nắm chắc, tôi không làm được. Vậy những năm đó đến nay, các vị học Phật với tôi sẽ thấy rất đau lòng. Tôi làm không được. Quý vị có bao nhiêu người làm được? Vì vậy, tôi làm không được. Tôi cũng không thể khiến mọi người không làm được. Đây là ý nghĩa quan trọng. Tôi làm không được không quan trọng. Chỉ cần mọi người làm được. Mọi người làm có làm được hay không? Khẳng định có thể làm được. Chúng ta xem trong tập chú giải của Đại Đức Niệm Công. Ngài nói với tôi làm như thế nào? Trong 48 nguyện, Đại sư Thiện Đạo khen ngợi năm nguyện: quyết thành chánh giác, quang minh vô lượng, thọ mạng vô lượng. Chư Phật khen ngợi và mười niệm ắt được vãng sanh. Năm nguyện này Đại sư Thiện Đạo nói với chúng ta, đây là nguyện chân thật của A Di Đà Phật. Ghi nhớ là nguyện chân thật. 48愿的心要 Coi đây là tâm yếu của 48 đại nguyện. Có thể thấy 48 nguyện nhiếp tại 5 nguyện này. 5 nguyện này cũng nhiếp tại nguyện thứ 18. Nguyện thứ 18 là gì? 第十八愿是什么? Mười niệm ắt được vãng sanh. Đại sư Ngẫu Ích nói với chúng ta là lời trong A Di Đà kinh yếu dạy rằng
sanh qua thế giới cực lạc được hay không? Hoàn toàn quyết định ở có tín nguyện hay không? Ghi nhớ, quý vị có thật tin, thật sự tin phương Tây có thế giới cực lạc, thế giới cực lạc có A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thể hiện ở phương Tây, tiếp dẫn chúng sanh chính pháp giới, vạn sanh đến thế giới cực lạc để thành Phật. Chỉ cần có tính, có nguyện, quyết định, tin tưởng, không có hoài nghi, lời của Phật nói làm sao có thể hoài nghi được? Phật nhất định không có nói dối. Người có phước thì tin được. Người không có phước thì không tin. Trong 48 nguyện, 48 nguyện, Đại sư Thiện Đạo nói chỉ năm nguyện này là chân thật nguyện. Quan trọng hơn tất cả nguyện khác. A Di Đà Phật nói lời giữ lời, không có một câu nào là giả dối. Năm nguyện quyết thành chánh giác, quang minh vô lượng, thọ mạng vô lượng, chư Phật chân tha, chư Phật khen ngợi, và mười niệm ắt được vạn sanh, là nguyện chân thật. Quý vị có thể tin, có thể phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Thì nhất định được sanh. Bí định đã sanh. Sanh đến thế giới cực lạc. Sanh đến thế giới cực lạc. Năm nguyện này là chân thật. Đến thế giới cực lạc thì thế nào? Thứ nhất, quyết thành chánh giác. Ý nghĩa câu này là gì? Là thành Phật rồi. Sanh đến thế giới cực lạc thì quyết định thành Phật ở thế giới cực lạc, không cần hoài nghi nữa. Sau khi thành Phật, giống như A Di Đà Phật, quang minh vô lượng, cùng với A Di Đà Phật chẳng khác. Ánh sáng của A Di Đà Phật soi chiếu khắp mười phương tất cả cõi nước chư Phật. Thọ mạng vô lượng, A Di Đà Phật vô lượng thọ. A Di Đà Phật vô lượng thọ. Mỗi một người vãng sanh đến thế giới cực lạc cũng là vô lượng thọ.
Đây không phải giả. Lời của Đại sư Thiện Đạo là thật. Tịnh Tông tại Nhật Bản, họ tôn kính Đại sư Thiện Đạo. Họ cho rằng Đại sư Thiện Đạo là hóa thân của A Di Đà Phật tại thế giới này của chúng ta. Coi Đại sư Thiện Đạo là A Di Đà Phật. Niềm tin của Tịnh Độ Tông Nhật Bản không thua kém chúng ta. Họ có tính, có nguyện, có hạnh. Nên người vãng sanh không ít. Chúng ta phải hướng họ mà học tập. Chúng ta không thể tụt ra phía sau họ. Những năm đầu Tịnh Tông truyền từ Ấn Độ đến Trung Hoa, rồi từ Trung Hoa truyền đến Nhật Bản. Vì vậy chúng ta quyết không thể lạc hậu được. Duyên phận đời này thù thắng không gì bằng. Duyên phận vô bì tì xu sinh. Chúng ta được thân người, nghe được Phật Pháp. Nghe được năm kinh Tịnh Độ. Đặc biệt là bản hồi tập của cư sĩ Hạ Liên Cư. Hạ Liên Cư lão cư sĩ của hội chí văn. Hiếm có, khó gặp. Nói không hết. Chúng ta hy vọng đồng học Tịnh Tông cả đời nương theo bộ kinh này là bản hội tập kinh Vô Lượng Thọ của Liên Công. Nương theo bộ chú giải là tập chú của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Cả đời niềm tin kiên cố, nguyện tâm kiên cố, một câu Phật hiệu niệm đến cùng thì không một ai là không vãng sanh. Đại sư Thiện Đạo quá tuyệt vời. Ngài đem 48 nguyện quy nạp thành 5 nguyện. Quy nạp thành 5 nguyện. Năm nguyện này thì mỗi một nguyện hàm nhiếp 48 nguyện. Tu hán sư
48 愿。Mỗi nguyện không rời 48 nguyện. 48 nguyện. 48 nguyện quá dài. Sợ không nhớ nổi. Nên quy nạp thành 5 nguyện để dễ nhớ. Đặc biệt thứ nhất là quyết thành chánh giác. Vạn sanh thế giới cực lạc. Bảo đảm quý vị thành Phật. Một đời chứng đắc cứu cánh viên mãn. Trân tớ chư trình viên mãn. Giống như Đại sư Thiện Đạo. Tiến thêm bước nữa là giống như A Di Đà Phật. Cần A Di Đà Phật y dạng. Không chỉ quyết định thành Phật, không chỉ định thành Phật, mà quan thọ vô lượng giống như Phật. Quang sâu vô lượng. A Di Đà Phật quang minh vô lượng. A Di Đà Phật quang minh vô lượng. Chiếu khắp hư không pháp giới. Mỗi một đồng tu vạn sanh đến thế giới cực lạc cũng như vậy. Cô cô rú sư. Thọ mạng vô lượng. Sâu mạng vô lượng. Đó là mong cầu của chúng ta. Ba câu này là đã thành Phật rồi. Thành Phật rồi. A Di Đà Phật 48 nguyện của A Di Đà Phật. Viên viên mãn mãn ngay trong năm nguyện này. Thật sự không thể nghĩ bàn. Năm nguyện này lại hàm nhiếp viên viên mãn mãn trong nguyện thứ 18. Nguyện thứ 18 là gì? Là 10 niệm tất vạn sanh. Quý vị có nắm chắc hay không? Từ đâu để mà nắm chắc? Là từ niềm tin để mà nắm chắc. Tôi tin tôi là có nắm chắc. Tôi không tin tôi thì không có nắm chắc. Năm nguyện này chia làm tín, nguyện, hạnh để nói càng rõ ràng. Người tu tịnh nghiệp phải đầy đủ ba tư lương, tính nguyện hạnh này, thì niệm Phật mới có thể vạn sanh. Nói thật sự là ngay trong mỗi một nguyện có cả 48 nguyện. Nghĩa lý ở đây bao hàm rất sâu, không gì hơn là để giúp chúng sanh đầy đủ tính nguyện hạnh. Nói tính nguyện hạnh được rõ ràng nhất,
讲得最明白。Minh bạch nhất là Đại sư Ngẫu Ích. Âu Ye Đa Sư. Đây đều là những đại sĩ, đại đức của Tịnh Độ Tông. Đại đức là. Hy vọng mọi người đã học tập môn công khóa này. Nên tín tâm kiên cố. Không có hoài nghi nữa. Vậy thì chúc mừng quý vị. Quý vị thật thành tựu rồi. Thành tựu thế nào? Là quyết thành chánh giác. Thành tựu tuyệt vời rồi. Thành tựu không gì thù thắng hơn. Câu sau cùng này nói với chúng ta là lời nói rất thật. Ngay trong mỗi một nguyện có cả 48 nguyện. Ý nghĩa câu này không gì hơn là đều bảo chúng sanh đầy đủ tín nguyện hạnh. Hạnh là niệm Phật. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Tốt. Tại chỗ này đem ý nghĩa đó chia làm ba phần là tính, nguyện, hạnh. Thứ nhất là phần tính. Nguyện 12. Quyết định thành chánh giác. Lúc tôi thành Phật, tất cả chúng sanh sanh trong nước tôi, xa rời phân biệt các căn tịch tỉnh, nếu không quyết định thành đẳng chánh giác, chứng đại niết bàn, thì tôi chẳng giữ ngôi chánh giác. Người vãng sanh quyết định thành Phật đúng là thể hiện rõ tâm nguyện Phật A-di-đà. Chỉ lấy một Phật thừa để rộng độ vô biên chúng sanh đến Niết Bàn rốt ráo vậy. Câu này nói được hay. Có thể thấy nguyện này thực là tâm tụy của 48 nguyện A Di Đà Phật. Bổn hoài của A Di Đà Phật là vì một sự việc này. A Di Đà Phật của bổn hoài đó là việc gì? Là tất cả chúng sanh quyết định thành Phật. Để thực hiện nguyện này mới có đại nguyện thù thắng là 10 niệm tất được vãng sanh. 10 niệm tất được vãng sanh là nguyện thứ 18. 十念必生是第十八愿. Trong lời nguyện này
愿文当中，远离分别，远离分别，即tức là xả trừ vọng hoặc của phân biệt, vọng hộ liễu đạt chân như chỉ vạn pháp, chân như tức là vạn pháp chỉ chân như, vạn pháp tức là chân như. Mấy câu nói này thật là then chốt, vô cùng quan trọng. Phàm phu chúng ta niệm Phật một đời, không có nắm chắc vãng sanh. Nguyên nhân là vì sao? Vì tạp niệm quá nhiều. Chính là phân biệt nói trong đây. Trong lời nguyện này, nguyện văn đang trong viễn ly phân biệt, viễn ly phân biệt tức là xả trừ vọng hoặc của phân biệt. Phân biệt là mê hoặc, sự mê hoặc này không phải là thật mà là giả, là hư vọng thôi. Viễn ly phân biệt, viễn ly phân biệt tức là buông xuống vạn duyên. Thì mới có thể liễu đạt. Chán năng cầu liễu đạt. Liễu là thấy rõ. Liễu. Đạt là thông đạt. Liễu đạt điều gì? Liễu đạt chân như tức vạn pháp. Vạn pháp tức là chân như. Chân như là gì? Chân như là gì? Chân như là tự tánh. Tự tánh có thể sanh, có thể hiện, có thể biến. Biến của tự tánh là hư không, là pháp giới, là cõi nước chư Phật mười phương. Là vạn sự vạn vật trong vũ trụ. Cho nên, quý vị thật sự rõ ràng, thông đạt rồi, thì vạn pháp tức là chân như. Chân như tức là tự tánh. Tự tánh có thể sanh, còn vạn pháp là bị sanh. Sau khi làm rõ ràng, thật đã buông xuống vạn duyên, thì trong sáu thời này, như như bất động, rú rú bất động. Đó là chân như. Đó là chân như. Cho nên liễu đạt là nhìn thấu. Sau khi nhìn thấu thì đáng quý nhất là buông xuống. Buông xuống liền chứng được chân như. Chân như ở đâu? Chân như tức ở trên vạn pháp. Vạn pháp tức là chân như. Chân như tức là vạn pháp. Không còn khởi tâm động niệm nữa. Tốt. Sáu căn đồng quy tịnh tỉnh.
thân khẩu ý tịnh tịnh, tịch tỉnh chính là lý thể của Niết Bàn. Lý của Niết Bàn là gì? Thể của Niết Bàn là gì? Là buông xuống vạn duyên, như như bất động. Rú rú bất động. Do vì rời xa vọng hoặc của phân biệt, các căn tịch tỉnh, nên khế nhập lý của Niết Bàn. Nên tiếp theo nói, quyết định thành đẳng chánh giác, chứng đại Niết Bàn. Niết Bàn là phàn ngữ, dịch thành Trung văn là tất cả pháp không sanh, tất cả pháp không diệt. Quý vị đã chứng được tất cả pháp không sanh không diệt thì gọi đó là chứng được Đại Bát Niết Bàn, cũng tức là lời nói của phía sau chú giải này. Quyết định thành đẳng chánh giác, chứng đại Niết Bàn. Người tu hành tịnh nghiệp cần phải tin, miễn là phát nguyện cầu sanh thì nhất định được vãng sanh, bởi chính tâm mình vốn đầy đủ thế giới Cực Lạc. Mỗi chữ mỗi câu trong đây đều quan trọng. Chúng ta cần học tập nghiêm túc, tin rằng niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, tin rằng phương Tây thật sự có thế giới Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc thật sự có A Di Đà Phật. Tin rằng thế giới Cực Lạc không ngoài một niệm của tâm tánh hiện ra, bởi vì ngoài tâm không có pháp. Tín, nguyện, hạnh, ba cương mục lớn này phần tín giới thiệu đến đây thôi. Buổi học tiếp theo chúng ta lại xem phần thứ hai là nguyện. Có tín còn phải có nguyện, lại thêm một câu Phật hiệu này là viên mãn rồi, quyết định được vãng sanh. Tốt rồi, hẹn ngày mai gặp lại quý vị.